Bỏ qua cái mức giá niêm yết là 989 triệu và lăn bánh tại biển tỉnh luôn á, thì đâu đó khoảng gần 1 tỷ. Thì giá hiện tại bên em đang chào bán cho quý anh chị là hơn 600, thì quý anh chị cho có cân nhắc có thấy hợp lý hay không. Đấy, thời điểm này á, giá xe Mazda phải nói là rất là tốt cho quý anh chị luôn. Và đặc biệt là cái dòng xe Mazda CX-5 mà. Tại vì sao? Tại vì hiện tại xe từ hãng á, thì giảm rất là nhiều, rất là sâu, nên là bên em xe cũ, xe lướt, xe đã qua sử dụng á, thì sẽ cân nhắc theo cái giá thị trường chung và báo cho quý anh chị và đưa ra cái giá rất là phù hợp so với thời điểm xe mới và xe cũ hiện tại nha. Đấy, thì trước mắt của anh chị đây là một con Mazda CX-5 phiên bản cao cấp nhất, là bản 2.5 hai cầu đời 2018 nha quý chị. Giá hiện tại là chỉ gần bằng chỉ hơn một gần bằng khoảng đâu đó khoảng rớt rớt giá hoặc khoảng gần một nửa so với cái giá mà thời điểm hiện niêm yết 2018 nha. Đấy, lâm quanh hơn 600, chính xác cho quý anh chị luôn là gần 700 để quý anh chị dễ cân nhắc nha. Chứ em báo á, thì quý anh chị hỏi 600 có nghĩa là 601 hay là 699 nha. Đấy, thì hiện tại con xe này sẽ lâm quanh gần 700 nha quý anh chị. Đấy, bản 2.5 hai cầu là bản cao cấp nhất luôn. Cảm biến và chạm trước sau đầy đủ nha. Xe mang biển tỉnh 60 Đồng Nai thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc nha. Quý anh chị yên tâm vào hồ sơ pháp lý. Tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng, xe không đâm đụng, không tai nạn, không đi kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tài sản toàn quốc nên là đảm bảo cho quý anh chị yên tâm nha. Đấy, xe có sơn màu trắng liền lạc đồng mà trước ra sau luôn rất bóng bẩy nha. Xe vừa về là em sắp máy quay ra liền để phục vụ quý anh chị là người xem đầu tiên. Xe này thì về bên em sẽ còn đấm bát dọn nội thất cho quý anh chị nha. Đấy, quý anh chị thông cảm giúp em. Để em muốn lên sóng liền để quý anh chị là người đầu tiên xem và theo dõi là kịp chọn và chốt xe giúp em nha. Đấy, bản 2.5 hai cầu nha quý anh chị. Đấy, tại đời 2018 2019 thì sẽ bao gồm là ba phiên bản 2.0, 2.0, 2.5 một cầu và 2.5 hai cầu là bản cao cấp nhất nha. Đây, 2.5 hai cầu AKD. Cốp là cốp chính điện luôn nha quý anh chị. 2.0 vẫn là được trang bị cho mình là cốp điện luôn nha. Đấy, cái đời mà thấp á, thì cái phiên bản nó được rất là nhiều quý anh chị tin dùng luôn. Đấy. Đây, quý anh chị xem. Xe có hơi bụi xíu thì bên em chắc chắn là sẽ ba đấm bát dọn gỡ là trước khi bàn giao tao quý chị nha. Em muốn xem cho quý anh chị xem cái chất xe mộc từ nhà khách về luôn. Đấy, có lót thảm sàn sẵn 5D, trần thì trần nguyên zin. Đấy, giữ rất là kỹ. Này, có hơi bụi nè, nhưng mà đảm bảo cho quý chị là nguyên zin nha. Đấy. Cam lùi cả miếng lùi đầy đủ luôn nha. Hai ống xả zin theo xe nha quý chị. Bao cho quý chị thì bao cho quý chị đăng kiểm thoải mái nha. Ống xả kép rất là nhìn rất là sang. Động cơ 2.5 thì cho ra công suất khoảng 188 mã lực, 53 mức thao nhiên liệu, 6 lít 4 ngoài đô thị, 7 lít 7 đường kết hợp và 9 lít 8 đường trong nô nha. Động cơ 2.5 đi nó khỏe hơn nhưng mà về cái mức tiêu hao nhiên liệu nó xin nhỉnh một xíu thôi nha quý chị. Không có khác biệt gì nhiều. Đấy, ghế da nè, còn là sáng mới luôn. Cái này mà em cho dọn đắp bát, dọn vệ sinh nội thất lên cái là cần bóng mới liền. Cửa gió điều hàng cái thứ hai, trần nguyên zin, giữ là kỹ rất là sạch sẽ nha. Cửa sổ trời. Đấy. Mazda, dòng xe Mazda khỏi các bạn này. Mazda thì khách hàng chọn nhất và ưu tiên nhất là về cái thiết kế nội thất nha quý chị, rất là sang luôn. Đấy, ghế chỉnh điện nè, hai vị trí ghế rõ ràng luôn. ABS, EBD, công bằng điện tử, hỗ trợ đau đều, cảnh báo va chạm, giữ làn đường, idle stop. Đấy, 6 túi khí an toàn nha quý chị nha. Và đặc biệt là hệ thống âm thanh 10 loa bâu nha. Nghe phải nói là rất là sướng, rất là phê luôn. Đấy, tay lái vô lăng thì rất là nhiều phím bấm nha. Nghe nhạc đàm hội cánh tay, cờ control ga động đầy đủ luôn. Nhưng mà có nhược điểm nhỏ là em chưa thấy lệ số nha. Ô tô chuẩn 66.224 km nha. Sau 5 năm sử dụng thì tính ra trung bình mỗi năm đi hơn 12.000 km. Đấy, hơn 12.000 km. Đấy, phải nói là rất là ít dùng luôn nha. Đấy, điều hòa tự động nè. Điều hòa tự động 2 dùng độc lập. Đèn ổ start-stop, số tự động, có chế độ sport, đi thể thao. Phanh tay điện tử, auto horn. Đấy, màn hình trung tâm. Thôi em thấy trên Mazda là màn hình zin là đủ dùng rồi nha quý anh chị, tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng cho quý anh chị luôn, xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ đồ, chìa khóa đầy đủ nha. Đấy, thường thì em thấy màn zin là màn hình zin là đủ dùng rồi, và đặc biệt là được trang bị cho mình là cửa sổ trời nha. Xe 5 chỗ gầm cao máy thoáng mà được trang bị thêm cửa sổ trời rất là sáng, xe rất là thoáng đãng luôn. Đấy, tổng thể nội thất thì em sẽ dọn rửa lại spa lại tú tác lại trước khi bàn giao tới anh chị nha. Em muốn xem cho quay cho quý anh chị xem cái chất xe trước thôi, rồi em đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho quý anh chị nha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo rồi. Có động cơ 2.5, động cơ Skytip nổ rất là êm luôn nha quý anh chị. Động cơ 2.5 thì cho ra công suất khoảng 188 mã lực, rất là khỏe nha. Quý anh chị xem dây Google máy đang quay à, nổ cực kỳ êm luôn nha. Ông ấy tôi chỉ mới nói là nguyên zin nha. Tất cả các xe bên em bán ra thì đều cấp các chất lượng, xe không đâm đụng, không tai nạn, không ti kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tác hãng đâu quá. Nên là đảm bảo cho quý anh chị yên tâm tuyệt đối nha. Bằng giấy tờ nhân bản chứ không phải nó mẹ nha quý anh chị. Đấy, nếu như quý anh chị xa xem được video của em hãy nhớ nhanh tay alo cho biết sớm nha. Số điện thoại là 0889922878 có ghi trên màn hình đó. Em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị giao xe tận nhà, kiểm tra tất hãng đầy đủ bên thứ ba là không có tiền nha. Đấy, đảm bảo cho quý anh chị yên tâm luôn.
Rồi tổng kết lâu trước mắt của anh chị, đây là một con Mazda CX-5 5 phiên bản 2.5 2 cầu đời 2018, xe đi được 6 vạn 6, giá hiện tại bên em đang chào bán là hơn 600, chính xác là gần 700 cho một xe phải nói là 5 chỗ gầm cao máy thoáng, được rất là nhiều anh chị tin dùng, thiết kế rất là sang trọng luôn, được mệnh danh như là con gà để chiếc vàng của thương hiệu Mazda tại Việt Nam nha. Đấy, thiết kế thì luôn luôn giữ dáng, tính tới thời điểm hiện tại á, đối với cái thiết kế này được rất là nhiều anh chị tin dùng nha. Cái mẫu mới hiện tại thì không có thay đổi gì nhiều đấy, giá hiện tại thì chỉ bằng một nửa so với cái giá mà thời điểm lăn bánh thôi, để anh em biết thôi nha. Hiện tại xe Mazda và đặc biệt là Mazda CX-5 giá cực kỳ tốt cho anh chị lựa chọn nha, không chọn thời điểm này thì chắc chắn là sẽ không có thời điểm nào mà giá tốt hơn như vậy nữa nha. Rồi cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha, nhớ cho mình xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của anh chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào cứ lô tâm đất thoải mái nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tổng, đầy đủ tất cả các mẫu mã, gần 70 xe để phục vụ anh chị nha. Nhớ nhanh tay alo, em sẽ hỗ trợ cho anh chị quý anh chị cái giá tốt nhất cũng như chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của anh chị nha. Rồi, bye bye anh chị nha.